Các bạn lưu ý nhé, cái từ xấp xỉ 7 ngày này nó có thể là 3 ngày. Nó có thể là 7 ngày. 5 đến 7 ngày. Ngân sách phụ thuộc vào cái gì? Ngân sách phụ thuộc vào công thức hoàn thành máy học. Ngân sách phụ thuộc vào lợi nhuận. Đây là hai thứ để chúng ta cân đối cân nhắc, cân đối với ngân sách. Công thức hoàn thành máy học là gì? 50 sự kiện trong gì ạ? Xấp xỉ một tuần. Đấy. Các bạn lưu ý nhé, cái từ xấp xỉ 7 ngày này nó có thể là 3 ngày. Nó có thể là 7 ngày. 5 đến 7 ngày. Thế thì trong trường hợp nào nó 5 đến 7 ngày mà trong trường hợp nào 3 ngày? 3 ngày là nội dung cũ. Có nghĩa là gì? Càng chạy vào ai đi bài viết cũ thì nó gì ạ? Học càng nhanh. Đúng chưa các bạn? Anh em nào chạy chuyển đổi thấy có thấy điều này đúng không? Nhận xét đi, thoải mái thoải mái. Bạn nào chạy chuyển đổi đây nào, nhận xét đi xem điều này có đúng không? Anh em chạy chuyển đổi đâu rồi? Có bao nhiêu anh em chạy chuyển đổi nào, comment nào. Ngoài bạn Nguyễn Thanh Trọng ra còn anh em nào chạy chuyển đổi nữa nào? Còn khi 3 5 ngày ấy, đó là một cái nội dung mới. Nội dung mới thì hãy cố gắng tạo ra một cái media mới. Có rất là nhiều anh em bị lầm lẫn giữa việc là media mới và media cũ. Thực ra nó chỉ là một cái fan file mới thôi. Có nghĩa là gì? Tính độc bản. Nền tảng nào cũng thích tính độc bản cả. Bởi vậy cho nên hãy có file gốc. Hãy lưu giữ file gốc và đừng up file gốc lên 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 nền tảng. Và từ file gốc này hãy render render ra các cái file mới liên tục. Đấy. Thế là các bạn sẽ đảm luôn luôn đảm bảo cái tính độc bản. Đấy, mọi người thấy hay không? Chúng ta chỉ cần làm hành động vô cùng đơn giản thôi nhé. Là chúng ta có một cái file gốc. Đúng không? Ví dụ như bạn chụp một cái ảnh hoặc là bạn quay một đoạn video hoặc ba bốn đoạn video thì những cái đoạn video và những cái ảnh đấy thì nó sẽ là những cái file gốc. Bình thường ra là các bạn sẽ ngay tức các bạn sẽ dùng cái file gốc đấy để bạn up lên để bạn chạy quảng cáo đúng không? Thế thì nếu như trong trường hợp nó chạy ngon thì tươi đẹp rồi. Trong trường hợp nó chạy không ngon thì các bạn trong quá trình các bạn test lại, quá trình các bạn test lại nó là cái quá trình rất là vất khó khăn vất vả. Thế thì hãy giữ cái file gốc đấy và render ra những cái file mới. Nào, render ra file mới này chúng ta sẽ có bao nhiêu công cụ nào nhỉ? Bao nhiêu công cụ? Chúng ta có CapCut. Chúng ta có gì ạ? Camtasia. Đúng nhỉ? Chúng ta có Photoshop. Chúng ta có AI gì đấy, rất nhiều. Rất nhiều. Đây là những cái công cụ. Thì tất cả những công cụ này các bạn lưu ý khi mà các bạn render ra file mới ấy, thì nó sẽ cần đảm bảo là gì ạ? Đảm bảo là render ra ở chất lượng 2K hoặc 4K. Đấy. Thì bình thường ra nhé, anh em mà nghe đến cái đoạn là video phải 2K 4K này là anh em rất là ngại. Vì sao các bạn ngại? Thì các bạn biết đấy, các bạn ngại là cái việc là một cái file 2K 4K là phải đến mấy GB đúng không? Và khi mà các bạn up lên nền tảng xong thì một ngày các bạn sẽ cần là sản xuất ra rất nhiều nội dung. Đồng nghĩa với việc các bạn sẽ rất là sợ hãi rằng cái việc mà mình làm thường xuyên thì cái máy mình nó sẽ bị tràn bộ nhớ, đúng chưa? Thế thì các bạn sau khi up xong thì các bạn nhớ là gì ạ? Up lên. Sau khi up lên thì xóa đi, đừng tiếc nó. Bởi vì đằng đằng nào lần sau anh em mình làm anh em mình vẫn phải render ra file mới đúng không? Cho nên cái file này sau khi mình up lên rồi thì mình sẽ không dùng lại nữa. Cho nên không dùng lại nữa thì mình xóa đi. Và mình sẽ để chất lượng 2K 4K. Được chưa? Để làm gì ạ? Máy luôn sạch. Đúng không?